Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nghệ sĩ Bạch Mai vừa qua đời hơn một tháng điều trị COVID-19. Nghệ sĩ Bạch Mai được biết đến là nghệ sĩ tuồng nổi tiếng của gia tộc Cải Lương, lừng danh Huỳnh Long. Bà luôn xuất hiện với thần thái và chất giọng uy nghi trong các tác phẩm tuồng cổ. Ngoài biểu diễn, nghệ sĩ Bạch Mai còn có khả năng đạo diễn và viết tuồng với khoảng 50 kịch bản đã được các đơn vị dàn dựng. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Bạch Mai đã qua đời sau thời gian điều trị COVID-19, hưởng thọ 73 tuổi. Bạch Mai sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương, cha mẹ của bà chính là đôi nghệ sĩ hát bội Bảy Huỳnh và Ngọc Hương, bầu của gánh hát Thanh Bình Kim Mai và sau đổi tên bảng hiệu là gánh hát tuồng cổ Huỳnh Long. Ông bà Bảy Huỳnh có 5 người con theo nghề hát là Bạch Mai, Thanh Bạch, Kim Phượng, Bạch Nga và Thanh Châu. Thuở mới vào nghề, Bạch Mai nhận thầy là nghệ sĩ năm thầy, đào chính của gánh hát Tránh Thình. Từ năm 13 tuổi, nghệ sĩ đã biểu diễn những vai đào con và bắt đầu được hát chính lúc mới 15 tuổi. Trong suốt sự nghiệp hát đào, Bạch Mai được khán giả yêu mến qua hàng loạt các vai diễn, điển hình như Đường về núi Lam, Lưu Kim Đính, Giải giá Thọ Châu, Tấm Cám, Lá chắn Biên Thùy, Người đẹp trong tranh. Nghệ sĩ Bạch Mai có thể hóa thân xuất sắc dù là vai đào mùi, đào độc hay đào võ, ở bà luôn toát lên thần thái và chất giọng uy nghi bề thế. Có thể nói, nghệ sĩ Bạch Mai cũng là góp phần công sức rất lớn trong việc thành lập Huỳnh Long, thương hiệu cải lương, tuồng cổ cũng chính là cái nôi của nhiều thế hệ nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng. Không chỉ biểu diễn trên sân khấu tuồng, Bạch Mai còn có khả năng đạo diễn và viết tuồng. Cho đến nay, có khoảng 50 kịch bản của bà vẫn được các đơn vị tái dựng điển hình như Sử án Phi Giao, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Tấm Cám, Mạnh Lệ Quân, Ngũ Biến Báo Phu Cừu. Nghệ sĩ Bạch Mai còn nổi tiếng trong việc đào tạo và truyền nghề cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Gắn bó với đoàn Huỳnh Long, bà cũng chính là người đã có công đào tạo ra những nghệ sĩ cải lương, tuồng cổ xuất sắc như Kim Tử Long, Ngọc Huyền. Theo nhận xét của các nhà chuyên môn, có đến 2/3 nghệ sĩ đoạt giải huy chương vàng, Trần Hữu Trang đều đã từng nhận những bài học kinh nghiệm trong diễn xuất trên sân khấu tuồng cổ và biểu diễn các sáng tác của nghệ sĩ Bạch Mai. Những năm cuối đời, nghệ sĩ Bạch Mai hạn chế biểu diễn lại và dồn hết tâm sức để hỗ trợ cho con gái, nghệ sĩ Bình Tinh, gây dựng lại đoàn cải lương Huỳnh Long. Bà vừa làm đạo diễn cố vấn nghệ thuật, vừa hỗ trợ Bình Tinh đào tạo thế hệ trẻ sau này. Chồng của nghệ sĩ Bạch Mai là cố nghệ sĩ Đức Lợi, sinh năm 1948, mất năm 2005, là một kép hát oai phong, sở hữu giọng ca trầm ấm, khẳng khái. Trong nhiều vở tuồng của đoàn cải lương Sài Gòn 3 và đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Đức Lợi và Bạch Mai nên duyên và trở thành vợ chồng khi cùng nhau đóng cặp hàng trăm vai tuồng trên sân khấu Huỳnh Long. Có thể nói, trong số các nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng thành danh đợt đầu ở thập niên 60, Bạch Mai và Đức Lợi là đôi vợ chồng nghệ sĩ được đào tạo từ hai lò nghệ sĩ khác nhau nhưng lại là đôi nghệ sĩ biểu diễn ăn ý với nhau nhất, được khán giả khen hết lời và cặp diễn viên đẹp đôi nhất. Nghệ sĩ Bạch Mai và cố nghệ sĩ Đức Lợi có hai người con cũng theo nghề cải lương là nghệ sĩ Trinh Nhân đã mất và nghệ sĩ Bình Tinh. Quân Sao Nối Ngôi năm 2016 và giữa đêm ngày 25 tháng 8 năm 2021, nghệ sĩ Bạch Mai đã chút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với COVID-19, hưởng thọ 73 tuổi. Thông tin này đã khiến đông đảo khán giả vô cùng thương xót. Theo chia sẻ từ Bạch Nga, em gái nghệ sĩ Bạch Mai, nữ soạn giả đã trải qua một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện An Bình với căn bệnh nền huyết áp tim mạch. Chỉ trong một tháng tròn, gia đình cải lương Huỳnh Long mất đi ba chị em ruột là nghệ sĩ Phục Trang, Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu và nghệ sĩ Bạch Mai. Sự ra đi của nghệ sĩ sân khấu lừng danh đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ thương tiếc. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy chia sẻ, người nghệ sĩ có đôi mắt to tròn thiệt đẹp mà em ngưỡng mộ từ hồi còn xem TV trắng đen thập niên 1970, kính tiễn biệt chị nghệ sĩ Bạch Mai. Bên cạnh đó, đạo diễn Thanh Hiệp cũng tâm sự, nghệ sĩ Bạch Mai đã truyền nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ gắn bó với đoàn Huỳnh Long. Có lẽ đến 2/3 nghệ sĩ đoạt huy chương Trần Hữu Trang từng học kinh nghiệm diễn xuất tuồng cổ từ bà và biểu diễn các tác phẩm của bà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.